Năm qua, năm thử thách gay gắt nhất trong quãng đời mình đã sống. Chiến tranh ào đến ác liệt rồi qua đi, để rồi lại ập đến ác liệt hơn. Mình đã thực sự hiểu thế nào là cuộc đời người lính chiến đấu. Mình đã nếm trải niềm vui chiến thắng, vui đến muốn hét lên khi thấy máy bay Mỹ bùng cháy. Mình đã buồn đến mất ăn mất ngủ khi không đánh được địch, khi đồng đội hy sinh. Đánh nhau càng ác liệt, mình càng yêu bầu trời hơn. Mình tin rằng chỉ có ở trên không, chỉ có ngồi trên chiếc mic, mình mới phát huy hết trí tuệ, hết khả năng, mới biểu lộ được trọn vẹn lòng yêu nước và trí căm thù của mình. Chiến tranh đã thử thách mình, đã tôi luyện mình. Sẽ không một trường đại học nào, một học viện quân sự nào giúp mình tiến bộ nhanh được trong cuộc chiến đấu vừa qua trên đất nước thân yêu này. Trong những năm tháng chiến đấu chống Mỹ vô cùng ác liệt, nhiều học sinh sinh viên ưu tú của đất nước đã được tuyển chọn để đào tạo phi công chiến đấu ở Liên Xô. Trong đó có chàng thanh niên trường cấp 3 Phú Xuyên, Hà Tây năm xưa, Nguyễn Đức Soát. Năm 1965 là năm mà Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc chiến xâm lược nước ta. Lúc ấy thì có cái tổng thống viên cục bộ, cho nên là lớp thanh niên là đi tổng quân. Bố mẹ tôi không muốn tôi đi. Lý do là vì là ông anh trai mình ấy, sĩ quan phòng không mới tốt nghiệp ra trường đi chiến đấu ở Lào thì hy sinh rồi, mới có mấy tháng thôi. Cho nên có một con thứ hai thì rất là muốn là đi đại học và không muốn con đi bộ đội thật. Thế nhưng mà tôi thì rất là mong, cho nên là cũng đã nhờ cô bác vận động nói rằng học Liên Xô là học phải 5-7 năm cơ, tốt nghiệp ra trường về chiến tranh là hết rồi, cho nên cứ để nó đi. Thì bây giờ thì gia đình mới đành lòng để cho mình đi. Thời gian đào tạo lái máy bay chiến đấu của Liên Xô hồi ấy là 5 năm. Thế nhưng mà do cái nhu cầu cần có phi công chiến đấu sớm, cho nên là phía Việt Nam đề nghị phía Liên Xô đào tạo cho ta thời gian ngắn nhất. Tổng cả học tiếng Nga lẫn học bay tất cả các thứ là có 2 năm 9 tháng. Thì mình đã tốt nghiệp, đã máy bay MiG-21 và về nước chiến đấu rồi. Từ một anh lính bắt đầu học lái máy bay MiG-21, cho đến khi trở thành một trong những phi công có tài xạ kích giỏi nhất của Không quân Việt Nam. Nguyễn Đức Soát đã bắn hạ 6 máy bay Mỹ và được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới ở tuổi 27. Trong một dịp đặc biệt, chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, 30 tháng 12 năm 1972. Quả thật là những ngày 12 ngày đêm là những ngày thực sự ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống chiến tranh phá hoại của quân và dân ta. Trong 12 ngày đêm ấy thì tôi cũng có tham gia đánh một trận trong cái điều kiện là đường băng ấy, là bị phá nát. Cái đường lăn nó chỉ có 16 mét thôi, hai bên đầy hố bom. Cái cánh hạ cánh mà chỉ cần không may nó lăn xông ra ngoài là có thể tai nạn ngay. Trận ấy tuy không bắn rơi được máy bay địch nhưng mà đã xua đuổi được các máy bay F-4 và tấn công các trụ điện tên lửa. Bởi thời ấy thì tên lửa đánh rất tốt, tên lửa phòng không đánh rất tốt. Cho nên ban ngày là các máy bay Mỹ là tìm cách lùng sục các trụ điện tên lửa để mà tấn công. Thế nhiệm vụ không quân là gì? Là bằng mọi cách bảo vệ bằng được các trụ điện tên lửa để ban đêm tên lửa đánh. Ngoài ra thì một số phi công mà trong cái đại đội mà tôi là đại đội trưởng chỉ huy, các phi công cũng đã bắn rơi được máy bay Mỹ. Như là ngày 28 tháng 12, anh Hoàng Tâm Hùng là bắn rơi được 2 chiếc ngay Thường Tín và Hùng hy sinh. Đêm 28 tháng 12 thì Vũ Xuân Thiều bắn rơi một chiếc B-52 ở Sơn La, Vũ Xuân Thiều cũng hy sinh. Thì phải nói là cái ngày hôm nay là ngày thắng rất lớn nhưng mà cái mất mát rất là lớn. Và tôi cũng suy nghĩ là chưa bao giờ Hà Nội lại phải chịu một cái thử thách lớn như thế. Nhưng mà nghĩ về Hà Nội lúc bây giờ không hiểu sao bài hát về Hà Nội Nguyễn Đình Thi cái vang lên. Cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, cuộc sống nó rất âm ái, nghĩ đến tàu điện, đến phố xá, đến các thứ gánh gánh gồng gồng. Cái ô chợ dừa tà áo xanh tươi đây. Thế và mình nghĩ rằng là Hà Nội đang chiến thắng như thế thì ngày bình yên nó đến cũng sẽ rất là gần. Tôi viết nhật ký cũng không nghĩ là để sau này, đến ngày hôm nay, sau 55 năm đến nơi rồi, viết nhật ký mà lại thành sách. Mình viết nhật ký là cái chép riêng tư, cái trải lòng của cá nhân mình. Nhật ký của tôi thì bao giờ tôi cũng vào túi áo bên này, tại áo của phi công thì bên trái có khẩu súng ngắn. Ngoài ra thì còn đủ chỗ để cho quyển nhật ký vào. Nếu như không may mà bị lâm nạn ấy, thì nhật ký cũng đi thôi. Nhưng mà sau này thì khi tìm tài liệu để viết cái bài cho ngày truyền thống không quân ấy, thì thấy rằng là nhật ký mình viết là không phải viết riêng về mình, viết về cả một tập thể. Về cái lòng yêu nước của lớp thanh niên thời ấy, trách nhiệm công dân trước vận mệnh của đất nước. Cho nên tôi quyết định là xin cho in nhật ký này ấy, là vừa để tri ân những đồng chí đồng đội đã cùng chiến đấu với mình,
cảm nỗi tri ân những người chỉ huy tài ba đã giúp mình trưởng thành, tri ân những người làm công tác chính trị, tham mưu, hậu cần, kỹ thuật đã giúp cho cái tình yêu bầu trời của mình nó trọn vẹn hơn, đồng thời cũng cho các thế hệ trẻ sau này các bạn biết được một cái lớp học sinh, sinh viên lúc bây giờ còn trẻ trung như vậy vào quân đã chiến đấu như thế nào để chúc chúng ta có ngày hôm nay.